Xin chào quý vị và các bạn. Hồng Nhung rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, vào buổi sáng ba đi công tác ở nước ngoài, dì kêu mệt ốm, tôi phải nghỉ học để ở nhà chăm sóc cho dì. Tôi vào phòng của dì, thấy dì nằm hững hờ trên giường, mặc một chiếc váy mỏng manh khiến tôi đỏ mặt. Tôi vẫn chưa biết gì về chuyện trai gái, nên vẫn cứ vô tư bóp chân và cạo gió cho dì. Tối đó dì bảo tôi mua hai bát cháo, thêm hai quả trứng trần mang vào phòng giúp dì. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe. Để tôi giới thiệu trước về gia đình của bản thân trước khi đi vào câu chuyện chính của mình ngày hôm nay. Ba tôi là người đàn ông thành đạt, nhưng sớm mồ côi vợ. Mẹ tôi bỏ hai anh em tôi đi trong một cơn bạo bệnh khi tôi vừa lên 8 tuổi, em gái tôi vừa tròn 5 tuổi. Ba thương mẹ, sầu phiền vì mẹ bỏ ba đi sớm, nên ba gần như dành hết mọi tình cảm, yêu thương chăm sóc cho hai anh em tôi. 10 năm sau khi mẹ mất, ba mới tính chuyện đi bước nữa. Lúc đó tôi đã bước vào năm thứ nhất đại học. Em tôi cũng đã lên lớp 9 rồi. Gia đình hai bên nội ngoại đều giục ba. Các em tôi đã lớn, tôi là trai đầu đã trưởng thành, để ba tụ quyền để tìm một người tốt chia sẻ những năm tháng còn lại của cuộc đời. Có một điều mà anh em tôi rất quý trọng ba, thương ba và tôn thờ ba, là bởi dù mẹ mất khi ba còn trẻ 35 tuổi, lứa tuổi sung sức khỏe mạnh của một người đàn ông mà ba không có một chút tơ vương với bất kỳ người phụ nữ nào. Trong 10 năm ấy, ba chỉ dành tình cảm cho anh em tôi. Hễ đi công tác xa thì thôi, còn lại nếu ở nhà, ba đi làm về là đón anh em tôi về. Về nhà nấu cơm cho anh em tôi ăn, rồi lo bài vở, hướng dẫn anh em tôi học bài. Nhiều lần hai bên nội ngoại thấy cảnh ba gả trống nuôi con, nên thương ba có giới thiệu làm mai mối cho ba người này người kia. Nhưng mà ba lắc đầu, ba nói là khi nào hai đứa lớn trưởng thành rồi, ba mới tính chuyện riêng tư. Một người đàn ông trẻ khỏe mạnh mà chịu đựng nỗi cô đơn trong 10 năm liền vì chúng tôi trong cuộc sống này không phải là nhiều. Trong bữa cơm liên hoan gia đình mừng tôi vào đại học, ba mời thêm một người phụ nữ trẻ về nhà. Ba chính thức giới thiệu với chúng tôi và gia đình về người ba có ý định lấy làm vợ. Những cô ấy chúng tôi thấy rất xinh dễ gần và mừng cho ba có thêm người chia sẻ quãng đời còn lại khi đã bước sang tuổi xế chiều. Sau khi ba cưới cô ấy về, chúng tôi mới biết cô ấy 27 tuổi, thua ba 18 tuổi. Cô ấy đã có một con gái riêng 5 tuổi, hình như cô ấy là mẹ đơn thân chứ chưa trải qua một cuộc hôn nhân nào. Ba cưới vợ, gia đình có thêm hai thành viên mới là mẹ và con gái riêng của cô ấy về ở cùng. Ba thương con gái riêng của vợ mới, đưa đón, chăm sóc như con đẻ. Ba và vợ mới cưới chưa tính chuyện có thêm con, chắc là vì cả hai đều đã có con, đều đã trải nghiệm công việc làm cha làm mẹ, nên không nhất thiết phải sinh thêm con chung. Ba chiều vợ mới, mọi ý nguyện của vợ đều được ba đáp ứng tối đa. Sống với dì và ba một thời gian, anh em tôi cũng cảm nhận thấy ba rất yêu dì và dì cũng rất thương ba. Dì luôn tạo ra sự vui vẻ ấm cúng trong nhà. Dì trẻ trung hay nói, hay cười, gần gũi anh em tôi, hay nói chuyện và đùa cợt với chúng tôi. Em gái tôi nhỏ tuổi hơn, em sống kín đáo ít nói, ít bộc lộ tình cảm, nên dì không gần bằng tôi. Đi đâu dì cũng hay rủ tôi đi cùng, hay nhờ việc này việc nọ khi mà ba đi vắng. Ba mà không có nhà thì dì đều chở nhờ tôi đi giúp. Thỉnh thoảng dì đi chơi đàn đúm bạn bè bên ngoài cũng hay rủ tôi đi cùng. Dì bảo lòng đi với dì kẻo ba lại nghi ngờ dì đi đâu, làm gì khuất tất, rồi ba lại không vui. Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều. 18-19 tuổi, tôi là đứa con trai mới lớn ngọc nghịch trong sáng, dại khờ chưa biết gì bên ngoài cuộc đời. Mỗi lần đi chơi cùng dì, bạn bè của dì thấy dì xưng con với con riêng của chồng, mọi người cũng rất vui vẻ, khen tôi cao lớn đẹp trai như là vệ sĩ của dì vậy. Nhưng mọi chuyện không như tôi hình dung. Không ai dạy cho tôi một đứa con trai mới lớn ngây thơ cách phòng vệ sự quyến rũ của một người đàn bà từng trải. Nhưng một lần ba đi công tác ở nước ngoài hơn một tháng, dì đã thực hiện mưu kế hèn hạ của mình, đó là chiếm đoạt bằng được đứa con trai cao to khỏe mạnh, con riêng của chồng, để thỏa mãn nhu cầu tình ái của một người phụ nữ quá nhiều ham muốn. Đó là những ngày tháng tôi được nghỉ học ở nhà, dì thì rảnh, hầu như chẳng phải làm gì, chỉ nội trợ trong gia đình. Em gái tôi thì đi học cả ngày ở trường, con gái riêng của dì cũng đi học. Khi ba cưới dì về làm vợ, ba bảo dì nghỉ việc kế toán ở công ty tư nhân gì đó, lương không đáng là bao.
dì cứ ở nhà nội trợ, chăm sóc cho các con bữa cơm quần áo, việc nhà. Rảnh thì đi chơi với bạn bè, có ba lo cho cả nhà, dì không phải vất vả. Chính vì có nhiều thời gian rảnh rỗi nên hay đi chơi. Buổi trưa thường dì hay rủ tôi đi ăn, đi cà phê, đi hát hò với bạn bè. Chiều tối thì dì lo chợ búa, cơm nước, phục vụ cả nhà. Những buổi sáng hôm ba đi công tác ở nước ngoài, dì kêu mệt ốm, dì không rời khỏi giường nên tôi phải vào trong phòng dì hỏi thăm ăn uống, thuốc men ra sao. Hôm ấy tôi nghỉ học vì sợ dì một mình không ai chăm sóc, mà ba thì đi công tác xa nhà. Dì nằm hờ hững trên giường, mặc cái váy ngủ mong manh để lộ đôi chân trắng thon dài, bờ ngực căng tròn sau lớp áo ngủ mỏng tang thoát ẩn thoát hiện mỗi khi trở mình. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khêu khởi khiến cho tôi đỏ mặt. Nhưng tôi là trai tân, chưa có bạn gái, tôi chưa biết gì hết, nên tôi không biết tới những cảm xúc động chạm giữa đàn ông và đàn bà. Tôi vô tư ngồi bóp dầu gió, bóp tay bóp chân cho dì. Dì sốt thật, hai má dì đỏ như hai trái bổ quân, phải dùng thuốc giảm sốt. Dì kêu tôi đi mua hai bát cháo tim cật, trần qua quả trứng gà dưới cổng, rồi mang lên phòng cùng ăn với dì. Tôi cứ thế vô tư đi mua cháo mang lên. Hai dì con tôi ăn cháo nóng toát cả mồ hôi. Ăn xong, dì đưa cho tôi một cốc nước cam mát lịm. Tôi uống xong thấy lơ mơ váng vất. Dì kéo tôi vào đôi cánh tay mềm mại của dì. Tôi không sao làm chủ được mình. Tôi đã lên giường với dì. Lần đầu tiên tôi trở thành đàn ông trong vòng tay với dì, mà tôi không sao hiểu được tại sao chuyện kinh khủng đó có thể xảy ra. Khi tôi tỉnh dậy và kinh hoàng nhận ra, tôi đã ngủ một giấc rất sâu, không biết bao nhiêu lâu trên chiếc giường của ba và dì. Tôi hốt hoảng vì nhìn thấy đồng hồ trên tường thì đã 3 giờ chiều. Tôi vội vàng nhảy ra giường của dì, mặt tôi lúc đó tái nhợt vì sợ. Dì lao đến ôm chầm lấy tôi. Dì khóc, nước mắt dì lã chã trên mặt. Dì bảo tôi đừng bỏ đi, đừng khi ghét dì, đừng rời xa dì. Dì áp gương mặt nóng bỏng vào mặt tôi. Bờ môi dì lần tìm bờ môi tôi điên dại. Bản năng trong tôi thức dậy, nó vươn vai như một gã khổng lồ trong cơn đói khát tự ngàn năm. Lần đầu tiên tôi biết đến chuyện chan chiếu, cũng là lần đầu tiên tôi hiểu được tình dục với một người đàn bà từng trải. Tôi lại lao vào dì như một con thú. Một lần sau bữa cơm mộng mị, tôi đã cùng dì đạt đến đỉnh cao của cơn khoái lạc. Những ngày còn lại ba vắng nhà trưa, tối, hễ có thời gian là dì lại tìm tôi. Bằng mọi cách dì lôi kéo quyến rũ tôi, không cho tôi cơ hội để trốn chạy. Mỗi lần bị dì gạ gẫm, tôi vừa muốn bỏ chạy, vừa kinh hãi, vừa bùng cháy với khát khao, vừa thèm muốn đến điên dại. Lần đầu tôi biết đến cảm giác khoái lạc của cuộc khoan ái đầy mê cuốn giữa đàn ông và đàn bà. Nhưng mà oái oăm thay lại là với dì, vợ của ba, mà không phải là người con gái mà tôi yêu. Và sau này thì tôi cũng đã hiểu ra một điều cay đắng rằng ham muốn bản năng khiến cho người ta quên hết lý trí, quên đi những ranh giới đạo đức trở nên lú lẫn và phạm vào những điều cấm kỵ của luân thường đạo lý mà vẫn không dứt bỏ nó ra được. Mọi việc chỉ chấm dứt khi ba trở về. Chỉ khi nhìn thấy ba xuất hiện tôi mới sực tỉnh. Tôi mới nhận ra tôi đang ở đâu, tôi đã làm gì. Thật kinh khủng, những ngày đó tôi lánh mặt cả ba và dì. Tôi không ăn trưa, tôi ăn tối muộn. Tôi ngập chìm trong cảm giác tội lỗi và ghê tởm bản thân. Tôi không thể chấp nhận được sự thật xấu xa, kinh hoàng mà tôi đã phản bội ba. Tôi đã phạm vào điều cấm kỵ của luân thường đạo lý. Tôi đã muốn giấu kín chuyện này, một phần vì tôi xấu hổ vì lương tâm dày vỏ cắn rứt, phần vì sợ ba hay bất cứ ai biết chuyện thì tôi không thể hình dung nổi đất trời sẽ sụp đổ cỡ nào. Ba và dì sẽ tan vỡ và đời ba một lần nữa mất vợ trong đau khổ. Tôi đã dằn vặt, đã khổ sở trong một thời gian dài, gần như mặc cảm dẫn đến trầm cảm. Tôi nói với ba mong muốn được đi du học ở Anh. Thời gian trước đó, ba cũng đã có ý định cho tôi đi du học ở Anh, vì ở đó ba mới có điều kiện. Ngoài vấn đề tài chính ra, ba có rất nhiều bạn công tác ở đại sứ quán ở bên đó để gửi tôi sống cùng mà không phải mất tiền thuê nhà. Còn học bổng thì tôi tự tìm được, vì bản thân tôi học lực khá, tiếng Anh cũng tốt. Tôi định học xong năm 4 đại học rồi mới đi tìm học bổng đi học thạc sĩ 2 năm. Nhưng trước tình thế như thế này, tôi nhất định phải ra đi sớm, chấm dứt tất cả, xa rời tất cả để bảo toàn cuộc sống cho tôi và hạnh phúc cho ba. Tôi đi một mạch từ bấy đến nay đã hơn 2 năm rồi, chưa về một lần thăm nhà. Thỉnh thoảng ba có đi công tác
ghé qua anh thăm tôi, xem anh ở học hành thế nào. Lần nào gặp ba, tôi cũng cúi gằm mặt xuống trong đau khổ tội lỗi. Tôi không thể và không dám nhìn thẳng vào mặt ba. Tôi thấy tôi là một đứa con vô luân. Giờ đây biết tin ba và dì ly hôn, vì ba phát hiện ra dì phản bội ba, dì bị bệnh nghiện quan hệ và dì có bồ nhí thường xuyên đưa họ về nhà ngủ cùng trong những lúc ba đi vắng, khiến tôi không có gì ngạc nhiên. Tôi chỉ thương ba và ân hận là không thể kể ra câu chuyện dì đã bỏ thuốc mê cho tôi và cho tôi sập bẫy của dì. Để ba biết, lúc ba đã có thể chia tay với dì sớm hơn. Khi dì và ba chưa có thêm một đứa con chung, thì tất cả sẽ đỡ mất mát hơn. Đứa con của ba và dì sẽ đỡ thiệt thòi hơn. Các bạn có cảm nhận gì về câu chuyện trên? Hãy để lại bình luận phía bên dưới cho chúng tôi cùng được biết. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Đừng quên like và subscribe kênh để tôi được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.